Xin chào mọi người, chào mọi người đã quay trở lại với kênh Bất động sản nhà tốt, nhà đất giá rẻ Hà Nội. Hôm nay Ngọc Ánh xin trân trọng gửi tới quý khách hàng dự án 6 căn mới nhất thuộc tổ 15, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội với cái diện tích từ 35 cho đến 39 mét vuông cả nhà ạ. Thiết kế là toàn là 4 phòng ngủ, 3 phòng vệ sinh và cái giá chào bán thì vô cùng hấp dẫn, chỉ từ 1 tỷ 530 triệu cho tới 1 tỷ 7, tất cả đều đã có đầy đủ sổ đỏ chính chủ, giấy tờ pháp lý hợp lệ và đặc biệt ngôi nhà nào cũng có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với những quý anh chị, quý cô chú có nhu cầu vay hỗ trợ lên tới 70% giá trị nhà. Hôm nay Ngọc Ánh sẽ quay một căn 1 tỷ 530 triệu đồng cho quý khách hàng xem với cái thiết kế có hợp lý hay không với cái giá đó. Và cái diện tích của ngôi nhà là 39 mét vuông, mặt tiền của ngôi nhà là 3m6, hướng nhà là hướng đông nam quý vị nhé. Ngọc Ánh đang đứng ở đây chính là ngõ trước của ngôi nhà. Ngõ trước cửa của ngôi nhà thì là khoảng tầm 2m, cách trục đường ô tô đi lại đây, ngay phía ngoài kia thôi mọi người ạ. Đấy chính là trục đường ô tô đi lại, nó chỉ rơi vào khoảng tầm 10m thôi mọi người nha. 10m là ra tới trục đường ô tô đi lại. Vị trí của ngôi nhà này thì cách chợ dân sinh nó khoảng tầm 200m, cách với trường mầm non, tiểu học, cách với lại trạm y tế, ủy ban nhân dân phường nó chỉ rơi trong phạm vi bán kính 1km quay đầu, cách với bến xe Nghĩa 3,5km và cách ngã tư Lê Trọng Tấn là khoảng tầm 3,5km, cách Iomon Hà Đông khoảng tầm 5km mọi người nha. Và mời mọi người theo em vào phần tầng 1 của ngôi nhà. Cửa chính của ngôi nhà đây được thiết kế là 2 lớp. Lớp ngoài sắt hộp sơn tĩnh điện. Đây mọi người có thể quan sát nè, chủ đầu tư vẫn còn bọc nguyên ni lông cho nó mới này. Và bên trong là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Đây mọi người nha. Đó. Tầng 1 của ngôi nhà được thiết kế như sau, gồm một phòng bếp và một phòng khách. Thì vị trí Ngọc Ánh đang đứng ở đây đó chính là vị trí phòng khách của ngôi nhà. Với cái căn nhà 39 mét vuông thì thực tế luôn là thiết kế rất là rộng quý khách hàng ạ. Tầng 1 của ngôi nhà mọi người có thể quan sát luôn về phần sơn, về phần trần thạch cao, về phần hệ thống đèn led chiếu sáng đều đã được hoàn thiện đầy đủ. Với cái ngôi nhà này theo cái hiện trạng thì chỉ việc dọn đồ về và ở thôi, hoàn thiện lên tới 100% rồi, kể cả phần sổ đỏ chỉ việc mọi người chỉ việc xách đồ đến và chủ đầu tư sang tên cho mình về ở thôi nha. Tầng 1 của ngôi nhà đây có một cái móc chờ quạt trần chủ đầu tư đã sắp lắp đặt sẵn rồi, hệ thống điện, hệ thống nước cũng vậy. Nước sạch quận Hà Đông và điện lực Hà Nội. Gạch lát nền như mọi người có thể nhìn thấy, gạch kích thước 60-60 hàng granite loại 1. Đó. Phần sơn chủ đạo của ngôi nhà là sơn màu trắng. Cái phần phòng khách của ngôi nhà thì rất là rộng đúng không quý khách hàng của em? Rất là rộng. Đó. Và mời mọi người theo em vào phần tầng phòng bếp nhé. Quên giới thiệu với mọi người một chút, ở phía phần phòng khách của ngôi nhà đây, chủ nhà thì có ở đây là gạch mọi người ạ. Ở đây là gạch thẻ giả vân đá để ngăn cách giữa phòng khách và phía cầu thang cùng với lại phòng bếp. Thì ở cái khu vực này sau này mọi người có thể kê cho mình một bộ bàn ghế sofa hoặc một bộ phòng khách ở đây là một bộ bàn ghế nhỏ nhỏ cũng được, rất là hợp lý hài hòa. Phía bên ngoài là để phần để xe máy. Mời mọi người theo em vào trong phía phòng bếp của ngôi nhà. Wow, phòng bếp rất là rộng nha quý khách hàng của em. Chất liệu làm nên cái tủ bếp này là gỗ xoan đào mọi người nha. Phụ kiện bếp đều đã được lắp đặt đầy đủ. Đấy. Inox 304 rất là chắc chắn. Chậu rửa bát. Mặt bếp được lát đá đen. Và xung quanh bếp thì là được ốp gạch 30-60 mọi người ơi. Đấy. Với cái ngôi nhà này mà giá 1 tỷ 530 triệu đã có đầy đủ sổ đỏ mà thiết kế những 4 phòng ngủ thì quý vị cứ nên cân nhắc nha mọi người. Rất là hợp lý và cái vị trí đi lại cũng rất là thuận tiện. Về giao thông cũng như về dân sinh, về sinh hoạt hàng ngày. Tầng 1 của ngôi nhà có thêm một nhà vệ sinh ở phía bên dưới, đầy đủ về bồn cầu cũng như là hệ thống máy bơm nước lên trên tầng toàn bộ 4 tầng của ngôi nhà mọi người nha. Toàn bộ hệ thống mặt bậc cầu thang đều được lát đá xanh, hệ thống tay vịn cầu thang cũng như là cổ trụ đều được thiết kế là gỗ lim Nam Phi. Mọi người theo em lên trên tầng 2 của ngôi nhà. Tầng 2 của ngôi nhà được thiết kế gồm 2 phòng ngủ và 1 phòng vệ sinh. Mời mọi người theo em vào phòng ngủ thứ nhất. Đấy. Phòng ngủ này là có cửa sổ kéo hướng ra phía bên ngoài để lấy sáng và cũng như là cái không khí mọi người.
Chủ đầu tư cũng thiết kế rất là chi tiết về cái ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa. Gạch lát nền ở phía tầng 2 thì là gạch vân đá giả gỗ mọi người nha. Cửa thông phòng của ngôi nhà là được thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Trên phía tầng 2 của ngôi nhà cũng được thiết kế đầy đủ về trần thạch cao cũng như hệ thống đèn led chiếu sáng. Cái diện tích của cái căn phòng ngủ này nó sẽ rơi vào khoảng tầm 9m2. Mời mọi người theo em sang căn phòng ngủ tiếp theo. Tầng 2. Căn phòng ngủ thứ 2. Với cái căn phòng ngủ này thì diện tích nó rộng hơn, nó khoảng tầm 12m và có cửa sổ hướng ra phía mặt ngõ mọi người nha. Đó. Căn nhà này thì là hướng đông nam. Giá bán 1 tỷ 530 triệu đồng. Và đây, cái căn phòng này cũng vậy, cũng có đầy đủ ống chờ, dây chờ và áp chờ điều hòa. Thiết kế đơn giản, thực ra không có nội thất nên là đấy, mọi người có thể nhìn sơ qua về trên video thì cũng cảm nhận được từ tầng 1 lên trên tới tầng 4 của ngôi nhà được thiết kế như thế nào. Trần thạch cao ở đây thì thiết kế theo hệ giật cấp và hệ thống đèn led âm trần tiết kiệm điện mọi người nha. Phía tầng 2 của ngôi nhà gồm có một nhà vệ sinh nữa, thì tuy nhiên tầng 2 này chủ đầu tư chưa lắp đầy đủ thiết bị vệ sinh mọi người ạ. Cho nên là nếu như mà khoảng tầm vài hôm nữa Ngọc Ánh sẽ quay gửi lại tới quý khách hàng về một cái căn nhà đầy đủ nhất, chi tiết nhất mọi người nha. Mời người theo em lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà nhé. Tầng 3 của ngôi nhà thì được thiết kế tương tự như tầng 2. Quý khách hàng có thể cân nhắc là đây gồm có lên tới trên tới tầng 3 là có 4 phòng ngủ tất cả rồi nha mọi người. 4 phòng ngủ em nhắc lại ạ. Hướng nhà thì hướng đông nam, phòng ngủ nào cũng có cửa sổ rất là thoáng. Tuy nhiên thì ở cái căn bên trong kia kìa thì là nó hơi tối một chút, còn ở bên ngoài này thì là nó có cửa sổ hẳn ra phía mặt ngõ ấy, thì nó là ưu điểm của cái ngôi nhà này quý khách hàng nha. Diện tích rộng của cái căn nhà này và cái giá chào bán thì cũng cực kỳ hợp lý. Tầng 3 và tầng 2 thì thiết kế tương tự như nhau thôi, cho nên em sẽ quay qua thôi mọi người ạ. Đó. Thiết kế tương tự như nhau về màu sơn, màu gạch cũng như là vị trí ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa đều đã được đầy đủ. Nhà vệ sinh cũng thế, nhà vệ sinh thì chủ đầu tư chưa lắp nhưng mà Ngọc Ánh cứ quay gửi trước tới quý khách hàng ấy. Mời người theo em lên trên phía tầng 4, tầng cuối cùng của ngôi nhà. Và đây chính là phía tầng 4 của ngôi nhà. Khi mà vừa bước chân lên trên phía cầu thang thì ở đây có một cái giếng trời mọi người ạ, để lấy ánh sáng xuống cái khu vực cầu thang này. Và chỗ Ngọc Ánh đang đứng ở đây đó chính là vị trí để máy giặt nha. Đây ạ. Đây chính là vị trí để máy giặt. Tầng 4 của ngôi nhà còn thiết kế gồm một phòng thờ và một sân phơi. Thì đây chính là phía phòng thờ của ngôi nhà. Đó. Phòng thờ rất là rộng và cũng rất là thoáng bởi vì có cửa sổ hướng ra bên ngoài mọi người ạ. Tiếp theo đó chính là khu vực sân phơi của ngôi nhà. Đây chính là khu vực sân phơi. Khu vực sân phơi này thì được chủ đầu tư lát gạch đỏ và đã có hệ thống chuồng cọp an toàn rồi nha. Như mọi người có thể quan sát hết video từ đầu đến cuối thì quý khách hàng có thể biết được rằng với cái căn nhà này 1 tỷ 530 triệu, thiết kế gồm 4 phòng ngủ, 3 phòng vệ sinh, 1 phòng bếp, 1 phòng khách, 1 phòng thờ, 1 sân phơi riêng biệt, đáp ứng đầy đủ công năng cho một hộ gia đình sử dụng. Vậy thì còn chần chờ gì nữa, xin vui lòng nhấc máy lên và gọi điện cho Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình để được tư vấn 0983 013 403 hoặc 0888 041 444. Mọi người xem video của Ngọc Ánh thì nhớ bấm like cũng như là đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên xem được những video bất động sản tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.